phận sự giữ bằng hờ cưới suối nguồn phận pháp đến vùng sâu vùng xa. Nam mô ta sa ba ga wa to a ra ha to sa ma sa mô đa sa. Nam mô ta sa ba ga wa to a ra ha to sa ma sa mô đa sa. Nam mô ta sa ba ga wa to a ra ha to sa ma sa mô đa sa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời nói đầu tiên của tôi là hôm nay đến tại chùa Hoằng Pháp, thấy được khang trang tôn nghiêm và toàn thể đại chúng về đông đảo để tham dự khóa lễ tu học. Tôi được ngài Chân Tín có mời tôi về đây để ban bố một thời pháp lành. Thì tôi đầu tiên trước nhất là xin thành tâm cầu nguyện trên mười phương tam thế chư Phật, chư lịch đại tổ sư Bồ Tát ban ân huệ phước lành cho chùa Hoằng Pháp được vạn sự khang an, chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng lúc nào thân tâm thường lạc, vạn sự cát tường, tinh tấn tu hành mau chóng thành Phật quả. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Tát. Quý Phật tử đồng đạo quá và nề nếp rất là nghiêm túc. Hòa thượng Chân Tín thật là giỏi, trong ban Hoằng Pháp đây cũng thật là hay. Xin quý vị tán thưởng một tràng pháo tay công đức ca ngợi với cái tinh thần cao quý đó. Mà đến năm nay, ngày tưởng niệm của Bồ Tát Minh Đăng Quang là thầy của tôi, ngài dẫn bóng 57 năm về tại Pháp Viện Minh Đăng Quang, ngài Ba Cát Lái đại lộ Sài Gòn Biên Hòa để dự đại lễ, và cũng là nghe ở ngoài miền Trung Quảng Trị bị bão lụt nặng lắm, chúng tôi cũng có khuyến quá các hàng đệ tử phát tâm ủng hộ giúp đỡ để tôi đi về dự đại lễ, và cũng nhân dịp đó để đi cứu trợ giúp đỡ cho đồng bào miền Trung của mình ở Đồng Hà, Cam Lộ, ngoài Duy Tiến ngoại á, thì đi cứu trợ rồi về ở thành phố các nơi những người già cả
tật nguyền, bệnh hoạn, đau ốm, cô nhi mồ côi cũng đi cứu trợ xong rồi, đi miền Trung, đi miền Tây, rồi tuần rồi thì đi ra Đà Lạt, Lâm Đồng ở ngoài, mới trở về mấy hôm mà. Rồi tôi mới đi lên đây thăm viếng đà tạ ơn chư tôn đức tăng ni và Phật tử. Ở nơi nào nghe tôi bệnh hoạn cũng tội nghiệp hết lòng cầu nguyện mà tôi được thoát qua cái nguy hiểm, được sống. Cho nên tôi phải đi đây đó để tôi tạ ơn và chứng tỏ rằng cái tu nó có ích lợi quý báu. Tôi nhờ tu mà tôi được sống, tôi nhờ tu mà tôi được bình phục trở lại. Chứ thật ra cái bệnh của tôi thì nặng lắm. Tôi hồi trước ở trên núi á, tôi đi xuống dưới thành phố xóm riêng để đi quá duyên khắc thực, hạnh khắc sĩ là phải đi quá duyên mỗi ngày. Cho nên đi vận động vậy đó tôi khỏe lắm. Mà người ta cho gọi tôi là đại lực sĩ, mạnh lắm. Tôi bưng một nhiều cái tảng đá lớn to. Cho nên tôi ăn nhiều lắm. Tôi đi khất thực cái bát to vậy tôi ăn một lần mấy chục chén cơm lần. Sức khỏe dữ lắm. Cho nên tôi ăn cơm nhiều quá. Mà bao nhiêu 7-80 năm qua rồi thì nó mới cơm nếp rồi đó, nó có cái chất tinh bột, nó thành đường. Cho nên tôi bị bệnh tiểu đường, bị bệnh tiểu đường 50 mấy năm rồi. Uống thuốc quá sức, cơ thể tôi đây là một khối thuốc á. Nếu mà đem ra mà chiết ra làm được một cái hãng thuốc chứ không phải là mấy cái phạt bác sĩ nữa, thì nó bệnh, nó biến chứng, nó sinh ra đau tim, suy thận, phổi có nước, áp huyết cao, rồi bị tai biến mạch máu não tay mặt tôi nè. Cho nên tay trái chân trái tôi yếu, tôi đi phải có cây gậy. Thì lúc mà tôi đau ở trên nhà thương New York, nhà thương lớn nhất á, thì ông bác sĩ trưởng ông mới xem rồi, ông chẩn bệnh rồi ông mới nói bệnh của Master đây đó, mổ cũng chết, không mổ cũng chết, chỉ sống còn được có 7 ngày à. Tôi nghe nó vậy thôi, cuộc đời mình đến đây là on bon final rồi, là chấm dứt rồi. Thì thôi phải chịu chứ biết làm sao. Bởi vì Phật có dạy phải mang xác thân của người, sanh ký tử quy, sống gửi thác về. Hãy mang thân thì lớn rồi già, rồi đau rồi chết, phải lìa qua một đời, rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng mãi tấn tuồn. Bánh xe cứ mãi xây còn, sanh già đã chết theo nguồn chuyển lăn. Đó là cái định nghiệp của từ thủy vô thủy đến nay nó như vậy. Thì thôi mình phải chịu, thôi giờ ráng ngồi tu. Ông bác sĩ, ông khuyến khích tôi, ông nói tôi biết Master là một vị thiền sư nổi tiếng, giờ Master phải tự ráng lo tu, nhập định đi, rồi sanh thuốc ra tự chữa 50%. Còn ở đây 89 ông bác sĩ cũng chuyên khoa giỏi lắm, hết lòng để giúp đỡ cho Master sống, để giúp đời cứu thế. Thì chúng tôi tận tâm tận lực thuốc men, hết lòng ủng hộ, lo cho Master được bình phục lại. Thì có thể trong vài 3 tuần được bình phục lại được 30%. Mà sự thật quý vị ơi, hay lắm. Có 2 tuần lễ là tôi bình phục lại 85% rồi. Mới ký giấy cho tôi xuất viện. Mà xuất viện đâu phải về được tỉnh dưỡng, về tiếp tục đi quận pháp hành đạo nữa. Cho nên 2 năm qua đó đi cứu cấp có mấy chục lần. Mà bây giờ nói cho quý vị mừng là bây giờ tôi bình phục là nhiều lắm, được có thể 95% khỏi chết rồi. Tôi còn phải ráng tịnh dưỡng thêm một đôi tuần nữa thì có thể tôi bình phục lại như thường. Thì cũng ráng tu, ráng ngồi thiền nhập định, nhờ vậy mà nó được sanh ra thuốc, đủ thứ thuốc bổ, thuốc trị và ngũ tạng lục hữu của mình. Cho nên tôi bình phục lại, tôi khỏe lắm. Nói cho mấy gì mừng là tôi khỏi chết rồi.
Bây giờ tôi phải đi đây đó để tôi tạ ơn, nhờ tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni trong Phật giáo, ngoài Phật giáo mình còn các tôn giáo bạn, cũng như là bên Thiên Chúa, Tinh Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, cả bên Hồi giáo, các tôn giáo khác cũng vậy, họ thương tôi lắm. Vì cuộc đời tôi đi hoằng pháp, không bao giờ đụng chạm với bên nào hết, mà bên nào tôi cũng tôn trọng, tôn kính, cho nên tất cả ai cũng thương. Về mặt thế gian cũng vậy, họ cũng không có ai mà thù ghét gì tôi, vì tôi đâu có làm hại gì ai đâu. Tôi chỉ dạy khuyên người ta tu hành thôi, làm lành lánh dữ, thương nhau, bảo vệ nhau. Cho nên vì vậy mà nhờ tất cả đại chúng toàn thế giới cầu nguyện cho tôi mà tôi được bình phục, thật là mầu nhiệm vô cùng. Cho nên tôi nói Phật pháp quyền diệu mầu nhiệm thay, Phật pháp quyền diệu thẩm thâm, bệnh tôi nguy ngập, nhưng nhờ tất cả thành tâm mà tôi được sống còn. Thì hôm nay tôi mới đi đây đó để chứng tỏ rằng cái tu nó quý. Tôi nhờ tu mà tôi sống, tôi nhờ tu mà tôi bình phục, tôi nhờ tu mà mọi người mến thương giúp đỡ về phương diện từ vật chất dẫn tinh thần, thuốc men. Hai năm qua thiệt ra bệnh của tôi á, thì có nhiều người nói bệnh như vậy là phải dạng tử chứ không phải là bá tử nữa, dạng tử nhất sinh. Vậy mà tôi sống được. Hôm nay nói chuyện cho quý vị nghe là tôi cũng đội ơn trời Phật, Ngọc Hoàng Thượng Đế, đội ơn Phật Chúa, đội ơn tất cả các đấng thiêng liêng giúp đỡ cho tôi sống, chứ còn tôi đã chết lâu rồi. Cho nên cái tu nó quý lắm. Tôi năm nay cũng còn mấy tuổi nữa là 100 rồi. Thì cả một cuộc đời của tôi từ nhỏ đến lớn, tôi chứng kiến, tôi là nhân chứng của thời cuộc. Tất cả sự việc gì của thế gian tôi rành hiểu lắm. Cho nên hôm nay tôi cũng tường thuật lại một đôi điểm đó. Quý vị có nghe không? Ở bên Nhật mới mấy tuần trước đây bị động đất chết người. Tôi nghe nói tôi ngồi tôi khóc không mấy đêm. Thương ba. Nước Nhật bị nhiều lần nguy hiểm, động đất liên miên và hai quả bom nguyên tử, hai hòn đảo Hiroshima Nagasaki là chết của hơn nửa người. Bây giờ bị còn một trận thiên tai này. Tội quá đây, tôi thương quá. Cũng là đồng loại, mà đất nước nào tôi đi đường mà tôi thấy cái xe nó cắn con chim con chuột tôi cũng khóc nữa. Hạ hốm gì bao nhiêu triệu người mà chết. Cho nên ngày đêm tôi ngồi thiền để tôi cầu nguyện cả chết cho được siêu thoát đi, con người sống được mau bình phục, gia đình sự nghiệp họ, cơ sở họ được hồi phục trở lại. Nhờ quả mười phương chư Phật chư Bồ Tát từ bi dạ hội, cứu thế độ sanh, phóng quang tiếp độ cho những các quan hồn ổn tử được siêu độ, người sống được bình an. Thì hôm nay tôi về đây tôi thăm viếng và tạ ơn chư Tôn Đức Tăng Ni, chùa Hoằng Pháp và toàn thể Phật tử khi nghe tôi bệnh trầm trọng nguy hiểm vậy cũng hết lòng cầu nguyện cho tôi. Tôi xin chân thành cảm đội ân đức và kính mến cái tấm lòng thảnh tình của toàn thể đại chúng, hết lòng thương xót và cầu nguyện. Nhờ vậy mà tôi được thoát qua cái cơn nguy hiểm. Thật vậy Phật tử ơi, quý lắm. Phật tử đây phần nhiều là ăn chay giữ giới, niệm Phật bố thí làm lành, tu nhân tích đức, trì trai giữ giới, niệm Phật tham thiền, cái phước đức lớn lắm. Cho nên nhờ vậy mà chuyển đổi cái quả nghiệp của tôi mới được sống còn.
Chứ tôi xét nghĩ thiệt, tôi cũng là làm phước lắm. Tôi đi hoằng pháp khắp trong nước và hải ngoại năm châu thì cũng có cái phước lớn. Nhưng mà tôi nghĩ lại, tiền kiếp của tôi mấy trăm năm về trước tôi cũng ác lắm. Cho nên bây giờ cái quả nghiệp tôi phải già cả trăm tuổi đây mà còn phải bệnh hoạn đau ốm vậy, là quả nghiệp đó, là nhân quả đó. Thật Phật Pháp Đạo Phật Đức Phật Ngài nói đúng, có nhân là có quả. Mà tôi cũng có phước, có phước mà được nhiều người thương giúp đỡ ủng hộ tôi mới sống. Bác sĩ nào cũng vậy, nhiều bác sĩ ông nói dặn cho mấy đệ tử tôi phải lo cho bố tôi nghe. Hòa Thượng Pháp Chủ đây là cha của tôi đó, mấy vị phải hết lòng lo giúp đỡ, vì Ngài sống có lợi cho đời, có lợi cho đạo, lợi chúng sinh lắm. Bác sĩ mà quỳ xuống mang vớ mang giày tôi và thoa bóp tôi thấy tôi cảm động lắm. Đi đến đâu cũng được người thương kẻ mến, mà cũng có kẻ oán người thù, vì họ ganh tị chứ. Đời mà làm sao khỏi chuyện đó. Tôi đã thường nói rằng ở thế gian á, mình thua thì họ khinh, họ chà đạp, còn hơn thì họ ganh tị hiềm khích, bài bác chống đối, tìm mọi cách để nhiễu hại. Đâu phải riêng về tôi, mà Đức Phật Tổ của chúng ta từ xưa cũng vậy. Ngài là một vị hoàng tử, con vua, quyền thế và lợi lộc, cao sang tột đỉnh. Nhưng Ngài cũng còn bị biết bao nhiêu những kẻ nhiễu hại. Đừng có nói chỉ ai xa lạ, chính là Đề Bà Đạt Đa Đa là em chú bác với Ngài, mà cũng là đệ tử của Ngài nữa, mà cũng ganh tị với Ngài, tìm mọi cách để nhiễu hại Ngài. Quý vị xem lịch sử, tôi có in ra, tôi có nhờ các nghệ sĩ đóng một cuộn phim về lịch sử Đức Phật á, quý vị để thỉnh mà nghe xem. Như Đề Bà Đạt Đa đó, theo ngoại đạo, rồi tìm mọi cách hại đại Ngài, đến nỗi mà xúi dục vua Xà Thế cho voi uống rượu say sưa để chà đạp Phật và đệ tử Ngài. Khi bầy voi nó chạy ra thì Đức Phật đưa cái bàn tay dày, thì có quá biến năm con sư tử chúa gống tiếng lên, bầy voi phải quỳ xuống phục hồi ăn năn. Những gì nào mà có phép thần thông là bay lên trên hư không chứ không dám đó. Rồi Đức Phật đi ngang cái triền núi thì Bà Đạt Đa cũng tu, cũng có được chứng được ngũ nhãn, chưa lục thông, cho mới được chút ít phép thôi, mới xô một hòn đá. Hòn đá nó lớn bằng nửa cái chùa này chứ không phải nhỏ đâu. Quý vị biết hòn đá nó lăn từ trên mà lăn rầm nha, lăn xuống đoạn cán Đức Phật. Thì Đức Phật biết Đề Bà Đạt Đa nó muốn nhiễu hại, nhưng bây giờ mình né tránh thì được, Phật là thần thông quảng đại mà trí tuệ cao thâm mà. Nhưng mà nếu Ngài tránh thì Đề Bà Đa vẫn còn thù nghịch trong lòng. Phật Ngài mới đưa cái chân ra để cho một phiến đá nó đụng qua đụng lại, nó bể một phiến đá nhỏ, nó chém cái chân Đức Phật chảy máu. Thì Đề Bà Đa mới hài lòng, vỗ tay nói: ta giết nhà ngươi không được, thì cũng làm cho nhà ngươi bị rớm máu. Quý vị có thấy không, đệ tử mà em chú bác nữa mà là thượng thủ đệ tử lớn của Phật mà nhẫn tâm như vậy đó, thì Phật mà còn dạy hà huống gì mình đây. Cho nên tôi nói Phật còn mang tám nạn huống người đời chứ khỏi tay ba. Thật như vậy quý vị ơi. Cho nên trên bước đường tu học có gặp những gì trở ngại khó khăn trắc trội thử thách thì quý vị phải ráng kiên nhẫn. Cho nên tôi có viết một đoạn thơ là: rầu than quán trách trời già, nhân nay giác ngộ hiểu qua mọi điều, đấng cứu thế còn phải nhiều tay ách, kìa gương xưa có trách được ai, Chúa Trời còn phải treo tay, Chúa Giê-xu còn phải đóng đinh thập trên cây thập tự. Mà người Công giáo họ cho là thế tội cho chúng sanh, Chúa Trời còn phải treo tay cũng vì thế tội cho loài chúng sanh,
Huyền Trang chịu khổ hình lắm nạn mới đắc thành Tam Tạng Pháp Sư. Huyền Trang là ở Trung Quốc đi thỉnh kinh Ấn Độ mà gặp biết bao nhiêu sự thử thách. Quý vị có xem về truyện Phong Thần, truyện Tây Du á, thì quý vị sẽ biết rõ. Thì các chư Phật, chư Bồ Tát, các ngài cũng biết bao nhiêu sự thử thách, nhưng các ngài nhờ bền chí, bền tâm, kiên nhẫn mà các ngài được thoát qua và được thành tựu đạo quả. Thì Phật Pháp màu nhiệm thật, quyền linh vô cùng, màu nhiệm vô tận, mới còn tồn tại đến ngày hôm nay. Trên 25 thế kỷ rồi mà đạo Phật vẫn bành trướng khắp năm châu bốn biển, là nhờ đạo Phật là đạo từ bi hỷ xả, bác ái dị tha, xua cừu đuổi quán, cho nên được tồn tại trên vũ trụ này. Thì chúng ta là Phật tử, con Phật, phải noi theo gương Phật, noi theo đức bao dung, từ bi bác ái dị tha của Phật. Công là thường nói con công không giống lông, không giống cánh. Con công là đại bàng, lớn to. Thì bây giờ mình đây là con cháu của Phật, cũng phải noi theo gương ngài. Chứ không lẽ Phật là con chim đại bàng, còn mình là con mũi, con bù mắt, con mọng thì coi đâu có được. Nếu không được giống con chim đại bàng thì cũng giống con gà, con vịt, nó cũng đỡ. Chứ mình xét theo mình thì mình thấy mình là con rắn, con rệp, con bù xích thì thấy tủ thẹn lắm. Cho nên mình phải ráng làm sao tinh tấn cố gắng vươn lên. Tu thì phải vậy đó. Tu thì phải có vô tỉnh tánh, tu cần lo giữ hạnh tự bi, tu dành bác ái nhớ ghi, tu bọn công quả, tu trì giới nghiêm, tu phải giữ trọn niệm giới đạo, tu mọc lòng khẩu tháo quản gia, tu rồi phải nhẫn nhục nhịn hòa, tu y gương Đức Thích Ca ban hạnh. Thầy nhắc lại nhiều danh vị Phật, tu thế nào khỏi thất công phu, bền lòng tinh tấn tiến tu thì con đường giải thoát trước sau cũng viên thành. A Di Đà Phật. Để mang thân thân con người thì phải có ăn mặc ở bệnh, đừng có nói chi nổi ăn không biết bao nhiêu tội lỗi rồi. Mình xét nghĩ con người của mình đây nè, nếu mà không ăn chay á mà ăn mặn, mặn là sinh mạng chúng sinh á, người ta nói trại giọng là ăn mặn, chứ mặn muối tương chao nó cũng mặn thấy mồ. Nhưng đó là đâu có gọi ăn mặn được. Ăn mặn là ăn thịt cá cua tôm, mà chúng sinh các loại trâu heo gà vịt giống gì cũng ăn, giống gì cũng nuốt, giống gì cũng giọng. Cho nên tội dữ lắm quý vị ơi. Con người chỉ có chừng 100 trong ngoài ký à, mà ăn cả bao nhiêu chục tấn lần á, vậy mà không tội sao cho được. Cho nên bây giờ phải chuyển lại ăn chay, mình đừng có ăn sinh mạng chúng sinh nữa. Mà chúng sinh đó là ai? Nếu xét nghĩ là ông bà cha mẹ, nội ngoại cố tổ của mình với ai đâu. Mình con cháu mà ăn thịt ông bà cha mẹ, nội ngoại cố tổ của mình đó là tốt lắm ha, hiếu lắm hả, phải không? Đền ơn báo hiếu là vậy đó hả? Cho nên nghĩ câu đó là không thể ai ăn thịt chúng sinh được nữa. Mà tôi đã nói một câu này mà biết bao nhiêu ngàn người ăn chay. Tôi nói quý vị có sợ cái nghĩa địa không? Nói sao không sợ, chợ sát người chết mà không sợ được. Tôi nói quý vị sợ nghĩa địa, mà nghĩa địa một cái mồ chôn có một xác à. Còn cái nghĩa địa trong bụng quý vị đó, chôn cả hàng triệu xác trong đó, mà quý vị không sợ. Vậy mà tối ôm nghĩa địa mà ngủ. Trời ơi, nghe hòa thượng vậy thôi cả đời còn không dám ăn chúng sanh nữa. Mà phải thiệt vậy.
nghĩa địa con người là chỉ chôn xác thân con người thôi, còn nghĩa địa trong bụng của gì là chôn đủ thứ. Vậy mình làm sao không bệnh hoạn, không đau ốm? Quý vị nghe nói ngán không? Ngán quá. Không biết quý vị ngán chứ tôi ớn quá. Năm năm tôi suy nghĩ trời ơi, đủ thứ con về trong bụng mình ấy nè. Vậy thì câu nói này có thể quý vị từ đây về sau đừng có chôn xác nữa nghe. Tôi bây giờ tôi biết, không biết tôi có khỏe mạnh, tôi không biết tôi có điên khùng gì không, mà tôi khóc, tôi thương chúng sanh quá, tôi khóc, khóc cho đã rồi rồi tôi cười. Tôi cười đã rồi tôi khóc cứ vậy à. Cười là thấy đời mà biết tu hành đạo đức mừng lắm. Không còn sát phạt giết hại với nhau, không còn độ xa xáo thịt, không còn cốt chọc tương tàn, mừng lắm quý vị ơi. Mà rồi thấy chúng sinh không biết tu, con sát phạt giết hại với nhau, còn chia tranh tranh chấp toàn thể đảng phái tôn giáo để sát phạt với nhau, nhất là tôn giáo gọi là thánh chiến đó, mà vì một cái chấp nhỏ thôi mà giết nhau mua ngàn triệu sinh mạng, vì cái danh từ thôi có nghĩa gì đâu, mà vì cái danh từ, vì cái lý tưởng, vì cái quyền lợi vật chất mà nỡ đành sát phạt giết hại với nhau, đầu da xác thịt cốt nhục tương tàn. Nghĩ đến đâu tôi buồn, tôi ngồi chứ không biết sao nữa, tôi khuyên mà khuyên đâu có được. Bồ Tát Minh Ân Quang thầy của tôi ngài có nói, con người có ba điểm chính: sống biết và linh. Có cái sống cần phải thương yêu nhau mà sống chung. Mình muốn sống mà sát phạt giết hại kẻ khác, kẻ khác cũng sát phạt giết hại mình, đâu để cho mình sống được. Có cái sống cần phải thương yêu nhau mà bảo vệ sống chung. Có cái biết cần phải học nhau, đừng có tự cao tự đặt, ỷ mạng cống cao, tham gian tật đố. Có cái linh cần phải tu nhau để được linh ứng mầu nhiệm, để được giải thoát sinh tử luân hồi. Tôi có in cái bộ chân lý á, ngài viết ra 62 tuyển tập, tôi có tập lại thành một bộ gọi là Chân Lý Đại Đồng. Chữ Việt và dịch ra chữ Anh, chữ Pháp, chữ Hán, để cho mọi người được biết đường lối giáo lý của Đức Bồ Tát Minh Ân Quang. Ngài chỉ rõ về nhân vũ trụ quan, là ở trong vũ trụ nhân sinh quan là chỉ cho đời sống kiếp sống của nhân loại trên mặt đất vũ trụ này. Tất cả cái gì cũng trải qua bốn thời kỳ: thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, con người là sanh già đau chết. Thì chúng ta phải biết đời là vô thường tạm bỡ, sống gỡ thác về, vì thời gian là quán trọ. Tất cả thế nhân là khách lữ hành, chỉ dần chân tạm nghỉ rồi ra đi. Mà ra đi đem theo cái gì? Đem theo cái gì quý vị biết không? Có hai điều thôi. Một, đem theo tội hay đem theo phước. Mà đem theo tội là đã xuống địa ngục để khổ sở, còn đem theo được phước thì đi lên. Bởi vì thiện thì siêu, ác thì đọa, thanh thì được thăng, trượt thì bị giáng. Sống đời mà ác trượt, mà tội lỗi, mà bất công, mà xáo trá thì bị đọa trầm luân. Còn sống đời mà biết ăn hiền ở lành, tu nhân tích đức, khiếu trung đạo nghĩa thì mình được nhẹ nhàng siêu lên. Đời của tôi thì có nếm đủ, khổ cũng khổ dữ lắm, mà sướng cũng sướng tột cùng. Lúc mà tôi được làm vua, làm hoàng tử, làm đại tướng thì người ta đưa tôi tới mây xanh vậy đó. Lúc thì người ta ganh tị muốn tìm cách hại tôi, người ta chà sát tôi, muốn xây tôi thành tro thành cám. Thì sướng cũng sướng dữ lắm, mà khổ cũng khổ dữ lắm. Đó là trước Tam Bảo, tôi không dám nói dối à. Sự thiệt là vậy đó. Cái khổ chắc quý vị chịu không nổi đâu. Tôi là gan lì lắm nè, mà tôi còn nghe nói cái khổ là tôi gồng mình lớn ốc, tôi sợ quá.
thì mình ráng tu đi. Nếu được lên trên thì cũng tốt, mà không lên trên ở Ta Bà này cũng đỡ. Nó có khổ có vui, có sướng có cực. Chứ còn đừng có tuột xuống quý vị ơi, tuột một nấc thôi chịu không nổi, chứ đừng có tuột tới 13, 17 tầng. Sâu chừng nào càng khổ nhiều chừng nấy. Vậy chúng ta phải ráng mà tu. Mà tu là gì? Tu là sửa, sửa xấu thành tốt, sửa tà thành chánh, sửa ác thành thiện, sửa ma thành Phật, sửa phiền não thành Bồ Đề, sửa sinh tử thành Niết Bàn, sửa chúng sinh trở lại thành Phật. Chỉ sửa vậy thôi. Cho nên đã tu tâm, tu tánh, tu hạnh, tu ngôn, sửa đổi trao dồi từ lời nói, việc làm, hành vi ngôn ngữ, nhất cử nhất động của mình lúc nào cũng sửa cho được hoàn toàn tốt đẹp, thì chúng ta khỏi phải đọa. Cho nên chúng ta người Phật tử phải dân giữ theo lời Phật dạy. Phật dạy bác ái từ bi, khuyên người Phật tử gắn ghi vào lòng, đừng chia nhiều phái nhiều tông, màu da tuy khác chứ cũng phải đồng sống chung. Phật là đấng toàn giác, toàn năng, toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ, toàn đức, toàn nhân. Bậc đã rốt ráo viên thông, công đầy quả mãn, bất diệt trà trường sanh. Ngài dạy cái gì cũng hay, Ngài khuyên cái gì cũng đúng. Cho nên chúng ta phải tin tưởng theo lời của Phật dạy, vậy mới xứng đáng là người con của Phật. Một điều mà tôi nói quý vị rất hãnh diện, trên mặt đất hoàng vũ này chưa có một đất nước dân tộc nào mà được hãnh diện bằng dân tộc Việt Nam của chúng ta. Hãnh diện cái gì quý vị có biết không? Vì chúng ta là con Phật cháu tiên, cho nên được cái mang cái danh hiệu là con rồng cháu tiên. Tiên là trời đó, rồng cũng vậy. Rồng nó thuộc về cũng là tiên á. Bởi vì sự tiến hóa chúng sanh á, nó có 13 đẳng cấp. Thấp nhất dưới tận độc là địa ngục, tiếng là ngạ quỷ, ngạ quỷ tiếng súc sinh, súc sinh lên tiếng Atula, Atula tiếng là nhân loại, là loài người. Mà khi tiến lên đến tên súc sinh á, thì nó chia ra hai loại. Một loại là hiền lành, một loại là hung dữ tàn bạo. Tiên súc sinh là các loài thú á, mà loài thú nào mà răng nhọn, có nanh, có dúc là rồi ăn tươi nuốt sống, là dữ hung tàn bạo lắm. Như là hổ lang, lang là sói á, đó là loài thú dữ. Còn loài thú hiền á là răng bàn, thỏ là nai, là trâu bò, thì loại đó ăn ngũ cốc thảo mộc, nó răng bằng. Loại răng nhọn là loại dữ. Rồi tiếng là người thì có nhân, nhân là người đó, nhân là nhân đức, nhân từ, nhân ái, nhân đạo, nhân nghĩa, nhân luân. Nhân là không có giết, cho nên nó nhân bất sát, không khi nào giết. Còn sát thì bất nhân, bất biệt, tiếng người. Bao nhiêu loài vật trên đời cũng đồng bản sống, cũng thời mang long. Nếu con kiến có quyền được sống thì loài người lực rộng biết bao, tự do sống mãi bền lâu, miễn đừng đản mạng tuổi thâu sống dài. Tôi nói mà quý vị nghe, quý vị thấm lý, quý vị vỗ tay, tức là quý vị tán thành, thì quý vị là có Phật tánh hết rồi đó. Quý vị là có căn duyên tiền kiếp nhiều đời lắm đó, cho nên quý vị mới nghe mới thông hiểu và quý vị tán thành. Chứ nếu mà không có hiểu mà nghe không biết á thì đâu có tán thành. Quý vị niệm Phật để cầu về tịnh độ, mà quý vị có biết tịnh độ đâu không? Tịnh độ đó là ở Tây Phương. Mà Tây Phương ở đâu? Đó là ở đâu? Ở tại nơi lòng của chúng ta. Đây nè,
Chùa Hoằng Pháp đây là phương Tây nè, đây là Tịnh Độ nè, đây là Tây Phương nè, mà đây cũng thiệt đường nè. Giờ này quý vị được sanh lên Tịnh Độ Tây Phương rồi đó. Ở trong Tam Bảo Đạo Tràng là nơi thanh tịnh, cho nên thiền môn thanh tịnh hãy chúng an hòa, Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân mới thường chuyển. Thì nơi cõi thiền môn là thanh tịnh, đó là Tịnh Độ chứ đâu nữa. Tâm tịnh hà tịnh độ. Cái tâm mình không tịnh, dầu mở nước bàn cũng không tịnh độ đâu. Vậy thì giờ nào mà quý vị về chùa, quý vị ăn chay giữ giới, niệm Phật tụng kinh sám hối là quy về Tịnh Độ rồi đó, về Tây Phương rồi đó, về thiên đường rồi đó, nghe chưa? Hãy nhớ vậy đó. Từ địa ngục tới là ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la. A-tu-la là ác thần đó. Còn nếu mà các vị thần mà thần hiền, thần đạo đức, nó gọi là thiên thần, là trời thần, là thiện thần, tới nó đi hai ngõ, đi từ bên trái là ác, đi từ bên phải là thiện, rồi tới người là còn cao hơn nữa, người là có thể thành Phật tác tiên, siêu sinh liễu tử lận. Phải biết vậy đó thì chúng ta mới cố gắng mà tu tiến lên, chứ không thể tu mà cũng như lục bình trôi à. Nước chảy lên là trôi lên, nước chảy xuống là trôi xuống. Nhiều khi nó dướng trên đống cây người ta làm cất trà đó, bắt cá dướng trên đó phơi khô nữa. Hay tu như chùm gửi, nó đeo cái cây mà nó sống, cây chết rồi nó cũng queo. Mình tu mình phải có cái lập trường vững chắc, có cái ý chí nghị lực bền bỉ lâu dài. Vậy thì thôi, tôi nói tóm tóm cho quý vị dễ nhớ. Chứ tôi thì một ông pháp sư dài chuyện nhất, khi mà tôi nói thì tôi sai xưa rồi, nói luôn ngày đêm quên ăn bỏ ngủ, mà nói cả mấy tháng cũng được, nói không hết. Nhưng mà nếu nói gì nhiều quá gì đâu có nhớ. Ăn vừa vừa thì nó vừa no ngon lắm, ăn quá nó bể bụng. Cái cây cũng vậy, tưới nước mà vừa vừa thì nó tốt, bông trái hoa quả. Không tưới thì nó khô quánh, nó chết queo. Mà tưới quá nó oi nước, nó cũng chết ngụm. Thì bây giờ tôi nhắc tóm đâu đều để quý vị ráng mà thực hành như vậy cũng là được tốt lắm rồi. Phải ăn chay trường hết nha. Ăn chay trường là ăn chay suốt đời á. Đừng có ăn thịt chúng sanh nữa, vì chúng sanh là ông bà cha mẹ nội ngoại cố tổ của mình. Từ đó mà mình tiến lên, rồi mình còn nhỏ thì phải bú sữa mẹ, là biết quý vị biết sữa là gì, hoặc là máu á, là ăn thịt của mẹ mà để mình sống á, là nhỏ không biết. Bây giờ lớn rồi mình biết rồi, mình ăn cơm ăn bánh trái này kia, đừng có bú sữa mẹ nhiều, tội nghiệp bà già rồi. Bây giờ mình tiến quá lên đến người khôn ngoan minh mẫn quá. Con thú thì kiếm bữa nào ăn bữa nấy thôi, kiếm ăn liền liền. Còn mình bây giờ mình cất để dành cả tháng này năm kia được mà. Thì mình phải rộng lòng từ bi tha thứ mẹ mình đi. Nỡ nào ăn uống sữa hoài tội nghiệp bả, bây giờ bà già tao ơi. Điều thứ nhất là ăn chay. Điều thứ nhì là giữ giới. Giữ giới năm giới, tám giới là cư sĩ tại gia: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm ngoại tình, không nói dối nói láo lừa gạt cướp bóc giật dọc người ta, không uống rượu say sưa, cờ bạc hút sách. Vậy là quý vị đi vào cửa Phật dễ dàng. Còn không như vậy á thì đi vào cửa địa ngục cũng dễ dàng. Nhưng leo lên là hơi khó. Quý vị muốn leo cây dừa, cây cao, cây xoài, cây bưởi gì đó, quý vị phải ôm chặt, rồi phải lần lần leo lên từ nấc một, mới ráng cố gắng mới leo lên được.
bẻ trái mà ăn. Nhưng quý vị muốn tuột xuống khỏi cần phải tuột, nhắm mắt buông tay cái rột coi xuống dưới đất rồi. Ý nghĩa nói rằng làm thiện thì khó lắm mà quý báu, còn làm ác làm tội thì dễ lắm, khỏi làm nó cũng có nữa. Vậy thì quý vị phải ráng thực hành theo như tôi đã nói đó. Tu tâm là tu cái lòng của mình, mà không phải tu tâm là tu quả tim nha. Kiếm đồ ngon ăn bổ cho cái quả tim nó lớn bự nghe, không phải vậy à. Nó là tâm thể, là cái trái tim nó bóp nó nhồi á, máu chạy luân chuyển á, để nuôi cho sự sống. Tâm nó tâm thể là cục thịt chứ không có nghĩa gì đâu. Còn tâm thức là tâm trí, là cái não của mình, cái đầu óc của mình đó. Mình thành Phật là thành tâm chứ không phải thành cái cục thịt đó đâu. Thì quý vị phải tu tâm dưỡng tánh, mai ăn chay niệm Phật, giữ giới trì trai, tham thiền nhập định, phải tu thiền. Tu thiền là phải ngồi, tập ngồi, rồi lắng lòng trong sạch, giữ tâm trong sạch là hạnh phúc biết bao. Giữ thân trong sạch là thân không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, ngoại tình. Giữ miệng trong sạch là hạnh phúc biết bao. Miệng là không nói dối, không nói láo, không khoe khoang, không đâm thọc, không rủa chửi. Giữ ý trong sạch là hạnh phúc biết bao. Ý là ý mình có ba nghiệp là tham lam, sân giận và si mê. Vậy phải ráng làm sao thân cùng khẩu ý trọn lành, xa lìa tội lỗi gần cành hoa sen. Tại sao xa lìa tội lỗi là mình cần hoa sen? Sen là ý nghĩa chỉ rằng nó chân gốc mọc từ bùn đất, mà nó dựa khỏi bùn đất. Cho nên hồi nhỏ mình học cái bài thuộc lòng nhớ không? Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại trang nhụy vàng. Nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hổ tanh mùi bùn. Thì ba nghiệp mình trong sạch đó là cũng như đó hoa sen vậy. Tam nghiệp thường đặng rảnh rang, thác rồi nhập thánh là đàn xưa nay. Tốt quá đi. Nếu ba nghiệp mình mà trong sạch đó, sống là mình hạnh phúc, an lành, yên vui. Không ai làm khổ mình, vì mình đâu có làm khổ ai. Còn chết rồi chắc chắn là siêu phàm nhập thánh, quý vị quý lắm, tốt lắm. Dù quý vị mà có may mắn trúng số 100.000 tỷ bạc cũng không bằng đâu. Vì bây giờ mà trúng tiền bạc nhiều quý vị không, không có tốt đâu à. Ta gọi là trúng số là tới số đó. Vì trúng số tiền nhiều quá mình sinh sự đủ chuyện à. Cho nên câu người ta thường nói phước đa nghiệp phạm á. Phước mà vô nhiều quá đủ thứ tội lỗi. Có tiền nhiều rồi mình mua chuộc người ta, mình chèn ép người ta, mình lợi dụng, mình làm nhiễu hại người ta. Có tiền mà người ta cũng làm khổ mình nữa. Có tiền thì ăn trộm, nó vô nó lấy, nó giết mình, ăn cướp, nó đoạt của, nó cũng hại mình. Đi mà bỏ ở nhà sợ người ta lấy, không dám đi đâu, mà đi đâu mang theo sợ người ta giết chết. Vậy thì tiền bạc nhiều không phải là quý đâu nghe, mà đạo đức nhiều mới quý quý vị ơi. Tu hành nhiều mới quý, chứ còn tiền bạc vật chất nhiều chừng nào càng nguy hiểm chừng nấy nữa. Vậy thì tiền bạc vật chất cũng phải có, nó là mượn thuyền để qua sông thôi quý vị ơi. Mình mượn chiếc thuyền để đi qua sông mục đích, chứ đâu phải mượn chiếc thuyền mà đi qua sông cũng vẫn ngồi thuyền để cho chìm chết. Tiền bạc vật chất cái danh lợi đó, là mượn thuyền qua sông thôi, mượn nó để mà tu thôi. Gọi là tá giả độ chân, dĩ quyển độ chân, tá giả thân hành chánh đạo. Mượn đó để mình lo tu hành, chứ không phải mượn nó mà để mà mê nhiễm gì nó mà phải chết gì nó. Đức Phật ngài giác ngộ như vậy, các chư thánh tăng hiền triết đều cũng giác ngộ như vậy. Cho nên các ngài không có đắm lụy. Còn mình thì chấp khư à. Bảo thủ, cha mẹ của tôi
chồng con, vợ con của tôi, nhà cửa sự nghiệp của tôi, đất vườn ruộng rẫy của tôi, cho nên của tôi của ta đó là bản ngã đó, mà phải khổ gì nó. Còn các Phật thánh là ngài buông xả hết rồi. Nhân vô ngã, pháp vô ngã, không có cái chi của ta, của tôi và của mình, cho nên các ngài sống tự tại, thung dung, an nhàn, khoái lạc. Còn chúng ta thì khổ lụy mãi mãi hoài hoài. Vậy hôm nay cũng nhân dịp này tôi xin thành tâm nguyện cầu ơn trên mười phương chư Phật, chư lịch đại tối sư Bồ Tát, để tôi tấn phong ban chức cho quý vị được tiến lên đi, chứ đâu lẽ gì mình một bức hoài sao? Người đi lính cũng vậy, chẳng lẽ gì hạ sĩ hoài suốt đời sao? Bây giờ hạ sĩ mới lên là trung sĩ, trung sĩ mới lên thượng sĩ, thượng sĩ mới lên thiếu quý, trung quý, đại quý, rồi thiếu tá, trung tá, đại tá, rồi thiếu tướng, trung tướng, đại tướng, rồi thống tướng nữa chứ. Một người tu nhân học Phật cũng vậy. Bây giờ Phật tử nào đó giờ mới ăn chay tán có hai ngày kêu bằng sốc giọng á, còn có người ăn chay đụng nữa chứ. Gặp mặn thì nít mặn, gặn chay thì giọng giọng chay. Thì bây giờ hôm nay là cái ngày lành tháng tốt á, tôi xin thay lời chư Tôn Đức Tăng Ni, mà tôi cũng là pháp chủ Giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam, mà cũng là tăng thống Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ thế giới, thì tôi chứng minh tấn phong cho tất cả quý vị được lên chức. Vì nào mà ăn một tháng có hai ngày á, còn 8 ngày để không chi uổng quá. Bây giờ cho luôn 8 ngày nữa là 10 ngày. Vậy nào ăn chay 10 ngày, tôi cho lên ăn chay trọn tháng. Ông Hòa Thượng này từ bi lắm, không bắt quy ăn một tháng mà 35 ngày đâu. Một tháng ăn 30 ngày giùm cho tôi thôi. Hay là quý vị ăn một năm 3 tháng, gọi là tam nguyên á, tháng giêng, tháng 7, tháng 10. Còn nếu tứ quý thì ăn luôn tháng 4 nữa. Mà thôi ăn vậy nó cũng nhiều quá. Bây giờ quý vị ăn giùm tôi một năm 12 tháng thôi. Tôi nghĩ là tôi cũng từ bi ghê gớm lắm á. Không khi nào mà tôi bảo Phật tử ăn chay một năm 10-13 tháng đâu. Ông Hòa Thượng ông nói chuyện nghe vui quá. Có năm nào mà năm 13, có tháng nào mà tháng 32 ngày. Tôi nói rồi tôi cũng cười đau bụng. Mà thôi bây giờ dày đi cho nó tiện nữa nè, rút ra cho nó gọn đi. Bây giờ ta tu tắt mà, đi cái rẹt tới cái rột à. Thì bây giờ thôi ăn sao cũng được hết á, nhưng mà quý vị làm ăn cử tụi hai món thôi, đừng ăn con và đừng ăn trứng thôi. Nói vậy được có người hỏi nói vậy Hòa Thượng ơi, vậy thì cử con mà con Bù Lon có cử không? Tôi nói con cũng phải cử luôn, vì con ăn rẫy răng, ăn con rẫy răng không được, đừng ăn luôn. Vậy là con gì cũng ăn. Nói vậy con cá, con tôm, con cua, con tép cũng con, nó phải rồi, nó là con chứ sao. Con gà, con vịt, con trâu, con heo, con bò, con chó, con chuột, con gì cũng con hết á.
Nhưng mà mấy con này thì không có cử, nhưng mà không được ăn. Là con bù xích. Con rệp, con rầy. Mấy con đó không có cử, nhưng mà không được ăn, ăn bệnh. Ông hòa thượng đó nói cái vui quá, con nó ai ăn được mà cử. Quý vị ăn chay á, ở ngoài thế gian quý vị còn nhiều thứ ăn, dễ lắm ráng ăn. Còn chúng tôi tu hạnh khắc sĩ à, ăn chay ngày con bữa ngọ hả? 11 giờ tới 12 giờ ăn quá thì không được ăn, phải nhịn đói tới ngày mai mới được ăn. Nhiều khi đâu có gì, ăn cơm với muối mè, muối đậu, muối xả, chứ đâu có gì đâu, mà cũng phải ráng mà nuốt, sống qua ngày. Còn quý vị làm đủ thứ, chào, xào, chiên, kho, nấu, nhiều món ăn tôi nói mà quý vị thèm nhũ nước miếng á. Quý vị mà nấu curry nha, trời, curry mà ăn với bánh mì, ôi ngon ơi là ngon. Quý vị nấu nấu lẩu á, trời, ăn ngon ơi là ngon. Lẩu mà nấu đủ thứ, có tàu hũ à, có chả chay nè, rồi có đồ gia vị nè, tôi ăn nó ngon ơi là ngon. Mà ăn vừa vừa, đừng ăn quá nó bể bụng nghe. Thì mấy vị cứ tự tiện được làm món gì nó chay lạc là tốt rồi, đừng có sinh mạng thú vật thôi. Còn chúng tôi thì đi khất thực quá duyên, tùy tâm Phật tử. Có khi thì người ta cúng cơm bánh rồi đỡ lắm, có khi thì người ta không cúng, rồi có một hay có bữa người ta cho, quý vị biết, cho một trái dưa hấu để vô đầy cái bát rồi. Thì về cũng phải ráng ăn, ăn luôn cả vỏ, cả ruột, ăn ráo hết nè, hột thì nuốt luôn. Đói quá phải ăn chứ sao. Vậy mà sống gần cả trăm năm quý vị thấy không? Cho nên quý vị nghĩ gì, quý vị thương mấy ông sư khất sĩ này lắm. Mình phải ráng mình ăn, mấy ông cũng sống con người vậy mà sao ông khổ cực vậy. Có bữa đi đường chán cơm mừng quá, bữa no rồi, bà nọ bà đem cho một tô tương, bà cũng đổ vô cái nó mặn quá trời. Về mặn phải ráng nuốt, đặng uống nước sống. Đời khất sĩ phải vậy đi quý vị. Còn quý vị ngoài khỏe quá mà ăn sao cũng được, cho nên ráng ăn chay đi. Ăn chay tốt lắm, khỏe lắm. Tôi nói mà nghe không phải khoe quý vị, tôi mạnh lắm. Cho nên tôi, người ta gọi là dược lực sĩ á, mạnh lắm. Người ta giác gạo á, một bao 50 ký từ ở dưới người ta giác lên, tội nghiệp lắm, đổ mồ hôi hào hở này kia. Tôi nói thôi cho là 10 bao đi, thầy giác một lần một à. Vậy đó. Người ta có 50 pound à, mà tôi giác 10 pound là bao nhiêu? Phải 500 pound. Mà tôi giác từ dưới núi tôi đi lên một nguồn nước một à. Mà bây giờ tôi có thân tàn ma dại vậy đó. Quý vị thấy không? Nhưng mà nhờ tôi nói vậy chứ còn đỡ lắm. Ở bên Úc có một ông hòa thượng á, ông là võ sư á, mạnh lắm nha. Ông thấy tôi to con lớn sức này kia, ông lại ông thử tôi. Ông nói tôi với hòa thượng kéo tay chơi. Tôi nói thôi kéo gì, tôi bệnh yếu mà kéo. Cái ông rủ hoài. Ông nói để thử sức chút không được sao. Tôi nói thử được cũng được, thử. Ông kéo tôi sụi để ông kéo 4-5 lần ông thắng rồi đó, thấy không? Vậy nó hòa thượng mạnh khỏe cái gì đâu. Tôi nói thiệt với thầy nha,
Hồi nãy tôi kéo chơi, bây giờ kéo thiệt rồi nha. Tôi đưa cái xương của tôi mà chịu cắn vào tay, tôi xiết một cái ống đạo của ông lão ngã. Cam nói thôi bây bây giờ kéo không được, thôi giờ đẩy cài, lấy cái cây tầm vong đưa ra đẩy. Tôi nói thử chi, đã thua rồi còn muốn thử nữa. Ông nói thì phải thử cho biết hết chứ. Cái ông đẩy tôi thua. Ông nói đó thấy không, đẩy cây là thua. Tôi nói hồi nãy thì cũng đẩy chơi nha, bây giờ đẩy thiệt nè. Ông xíu chặt tôi đẩy, ông chạy luôn. Chợt cầm, ông cầm cứng quá, ông tụt chân đi thẳng nhảy luôn. Cái nó thôi giờ là giật lộn. Tôi nói thử hoài thì cũng thua mãi. Ông nói tìm thử hết mức mới biết chứ. Ông ôm tôi, ông siết tôi. Tôi nói siết ha. Thiệt chưa? Nói thiệt không? Kỳ này hòa thượng với thua tôi đó. Tôi nói chưa chắc à nha. Tôi lật ngược không lại, tôi ôm như con tôm, tôi siết lại cái ông lại cái tao thua. Tôi nói vậy còn thứ gì nữa không? Nó thôi chịu thua. Tôi nói vậy thì thôi đừng có nói thử nha. Nó hồi nãy giờ nói nghe tôi cũng nể tình lắm mà. Tôi cũng giỡn á nghe. Chứ làm thiệt mà tôi siết cái là cái cục cái rồi. Mà bây giờ tôi là sao không quý vị biết, bây giờ tôi là con cua lột gãy càng. Cua lột mà còn gãy càng nữa. Nó yếu. Cho nên đi phải có giường vịn, có cây gậy. Bây giờ tôi không phải đi hai cẳng nữa mà đi tới sáu cẳng, tới bốn à. Vì hai cẳng là sáu cẳng rồi. Nhưng mà vậy, tuy vậy chứ cũng còn đỡ, là nhờ tu. Cho nên tóm lại tu nó quý vô cùng, tu nó quý vô tận. Thì tôi cũng mong mỏi tất cả quý vị cũng ráng cố gắng tu đi. Tôi là phải công phu tịnh tánh. Tôi cần lo giữ hạnh từ bi nghe, từ bi bác ái nghe. Tu hình bác ái nhớ ghi, tu bòn công quả, tu trì giới nghiêm. Về chùa phải công quả, bòn phước. Tu phải giữ trọn niềm giới đạo, tu dốc lòng cẩu tháo quan gia. Tu nhìn hai chữ nhẫn hòa, phải nhẫn nhục với hòa hợp nghe. Tôi ơn Đức Thích Ca ban hạnh, Thầy nhắc lại nhiều danh vị Phật. Tôi thế nào khỏi thất công phu. Bây giờ quý vị được lên lớp rồi đó nghe. Về đừng có ăn chay đụng nữa nghe. Mỗi tuần phải nhớ về chùa nghe. Và mỗi một tháng, hai tháng về có một khóa tu. Đừng có bỏ nghe. Bỏ cái gì bỏ ra uổng lắm mà. Bỏ ra là mình bỏ Phật tánh của mình á. Bỏ chân tâm của mình á. Thì mỗi gì bỏ cái đó cũng như mình nhắm mắt buông tay á. Thì cái rột nó tới đâu? Tới dưới gốc cây nằm một đống. Quý vị thấy không? Mình đã yên ổn. Phước biết bao nhiêu không? Cũng nhờ tu á. Quý vị thấy là chùa chiền đồ sổ nhiều lắm. Nhiều người nói tôi trời ơi bây giờ thấy chùa nhiều mọc lên như nấm, con mừng quá hòa thượng ơi. Tôi nói ủa sao con mừng gì ác ôn vậy? Ủa chùa mọc lên nhiều mà sao hòa thượng nó ác ôn? Hòa thượng nói đừng có mừng vậy. Tôi nói sư ông nói phải chứ đâu có nói bậy. Chùa mọc lên như nấm là con phải buồn khổ chứ tại sao con mừng? Nói trời ơi chùa mọc lên như vậy người ta tu nhiều con mừng quá mà sao hòa thượng lại nói buồn? Tôi nói chùa mọc lên như nấm con biết nấm nó mấy ngày không? Mọc lên ba ngày tự nhiên nó tàn. Sao con không nói mọc lên như núi á? Mà sư ông nói vậy mấy gì nghĩ có phải không? Núi mới bền chứ, con nắm có ba ngày nó tàn rồi. Mà mừng cái giống gì mà mừng. Ông nội của tôi á, ông là bác sĩ đông y, ông giỏi thuốc lắm.
Mà ông già tôi á, ông già tí á, ông cũng bác sĩ nữa, giỏi lắm. Tôi không bác sĩ, nhưng mà tôi cứu nhiều người thoát chết. Người ta cũng tôn tôi bác sĩ, tôi không có học bác sĩ, tôi học khất sĩ à. Nhưng mà tôi biết nhiều món thuốc, tôi có viết một cái cuốn sách là trên 100 bài thuốc gia truyền á. Không biết quý vị có không? Tôi in ra tôi sang cho người ta, tôi in cho không mà. Mà người ta in ra người ta bán một cuốn tới 1 triệu đồng á. Bị nhiều to thuốc hay lắm, cứu tử hoàng sanh mà. Thì thôi hôm nay tôi cho quý vị ba thứ thuốc đơn giản để nhớ, để cứu cấp cho những người nguy hiểm nghe, chịu không? Vì tôi bị tai biến nè, cho nên tôi mới nhớ cái to thuốc đó. Khi mà người nào bị tai biến, bất cứ nữ nam già trẻ gì mà bị tai biến, tay chân nó sụi, mình không còn vận chuyển được hết trơn á, kêu tai biến mạch máu não á, đó là cái bệnh duy nhất. Như vậy đó quý vị nhớ, chích 10 đầu ngón tay nặng ra một chút xíu máu, hai tay là 10 ngón là hết liền tức khắc à, nó bình phục lại. Mà nếu bệnh nặng, mạch máu não của tôi thì nó nhỏ bằng sợi tóc mà còn hai giây nửa thân, còn mạch máu mà nó lớn bằng cùm tay bắp dế. Nói cho vui chứ đâu mạch máu gì bự như vậy, mạch máu mà bằng khổng nhan chiếc đũa thôi thì chết liền tức khắc à. Thì nặng quá thì vuốt cái tay, cái tay mình là chỗ mấy bà mấy cô đeo bông á, vuốt nó cái rồi chích nặng máu nữa là nó quần lại nặng á, miệng nó méo rồi, con mắt lé nói không ra ú ớ, thì phải làm thêm cái đó nữa trong vòng 10 phút à, nó bình thường trở lại không có gì hết á. Đó là bệnh tai biến mạch máu não, có nhớ không? Còn bệnh thứ hai là làm cái gì á, mấy gì thấy mấy người làm nặng á, họ có đeo cái nịch ngang lưng á, mà nhiều khi bưng nặng quá, xách nặng quá mà ráng cái nó cụp xương sống, nó đạo xương sống nó trịch, xương sống mình nó trịch, đau nhúc nhích không được, mà mổ ra lâu thôi á, đứt những các mạch máu gân rồi đó là liệt luôn cả đời. Bệnh nó còn không ra gì chứ còn hại lắm. Cũng như bị cái bệnh đó là kể cũng như là 99 phần cuộc đời tàn rồi đó. Thì bây giờ phải làm sao? Dễ lắm. Người nào mà khỏe mạnh á, rồi câu hai người câu ngược, người câu tay câu ngược lên, đứng thẳng lên, nhúng hai cái, nhúng nghe cái cúp trở lại là rồi. Vậy là hết liền tức khắc trong 5 phút mà cứu được cuộc đời của người ta. Đó cái việc cúp sống, phải trèo sống, quý vị có nhớ cái đó không? Và cái bệnh thứ ba đơn giản lắm, nhưng cung cấp cũng chỉ mấy phút à, mà chậm trễ thì cũng chết liền mấy phút thôi, là mấy người già lớn tuổi rụng răng á, rồi ăn á, mà nhiều khi cắn nó khó triệu nuốt đại á, mắc cổ. Nhất là ăn chè sôi nước, ăn bánh ít ha, ăn mấy cái đó nó dễ lắm, ăn bớt ít trần mà nhai cắn là không đứt á, vì không răng á, cái rồi nuốt bực qua nuốt đại rồi cái vô mất ngàn cổ ngộp chết, nhăn răng trợn mắt á chịu à. Bây giờ làm sao vậy biết không? Nhớ nghe, đơn giản lắm, lấy cái trầm trắng hột gà nó trơn mà nó tanh nữa, quậy chút nước cái đổ vô, đổ bự nuốt nuốt đi, nuốt gì nó mắc nghẹn rồi,
Nhưng mà dụ dụ vút vút vô nút thì cái nó vừa tanh mà vừa trơn, nó ọc nó ói ra, thoát chết. Mà nhiều khi nhỏ ói không được nữa thì quý vị lấy cái cọng đu đủ, biết không, lấy cọng đu đủ mình ấn mà đè vô cho nó chạy luôn. Lọt vô xuống dưới khỏi cổ rồi thì sống chứ có gì đâu, đơn giản vậy. Có ba cái chậm trễ một chút là chết. Mà tôi chỉ đã cứu rất nhiều người rồi đó nghe, có thiệt à. Thì quý vị bữa nay đủ vốn rồi đó, có lời nữa. Bữa nay mà quý vị học ba phương á, cứu cho người thân của mình và người quen biết hay bất cứ ai mà bị trường hợp vậy đó, thì quý vị chỉ giùm người ta làm phước. Phật hờ cưới suối nguồn Phật.